đã có 133 ca tử vong vì sốt xuất huyết trong năm ngoái. Còn đối với Marburg, nếu mắc phải thì tỷ lệ tử vong lên đến 88%. Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt hai loại bệnh này. Lập tổ công tác liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Một cuộc gặp được cả thế giới quan tâm. Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Nga tại Điện Kremlin. Làm cách nào mặt đường bê tông có thể nói chuyện với con người và giúp giảm ùn tắc giao thông? Câu trả lời sẽ có trong Điện Tây hôm nay. Và người sẽ đồng hành cùng tôi trong chương trình ngày hôm nay là anh Khánh Long. Trước tiên thì mời anh cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ vận chuyển ma túy bằng đường hàng không ạ. Và liên quan đến vụ việc của 4 tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11 kg ma túy trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các tiếp viên tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, không phát hiện thêm số lượng ma túy nào. Và có thể thấy là tình hình tội phạm ma túy qua đường hàng không, đường bưu điện thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa cũng như là quà biếu bằng đường hàng không để ngụy trang cất giấu ma túy từ nước ngoài chuyển về Việt Nam và chuyển sang nước thứ ba. Và khi các thủ đoạn này ngày càng tinh vi thì nhiều giải pháp đang được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai để chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, đấu tranh trấn áp, kiềm chế loại tội phạm nguy hiểm này. Trong đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ Ba Lan về Việt Nam vào giữa tháng 2 vừa qua, ba kiện hàng chứa ma túy đứng tên ba người khác nhau, trong đó có tên chị. Số điện thoại là một người khác. 105 kg ma túy bị thu giữ. Quá trình phối hợp điều tra của lực lượng công an và hải quan kết luận cả ba người đều không biết gì về số ma túy này được ký gửi hành lý mang tên họ. Tôi sửng sốt chứ. Hoang mang thực sự luôn. Chả bao giờ là nghe nghĩ là nó là xảy ra ở cái cộng đồng của mình, bản thân lại là mình. Lợi dụng số ký hành lý dư thừa của một số hành khách trên chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam, một số đối tượng đã móc nối để mua lại số cân thừa đó và vận chuyển ma túy. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường cử người đi cùng chuyến bay để giám sát hàng hóa, đồng thời né tránh trách nhiệm hình sự khi bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. 3 đến 4 tháng cũng có khi đến 1 năm, cơ quan điều tra phải thu thập về đồng bộ thông tin từ đối tượng, từ các mối quan hệ rồi phương thức thủ đoạn. Khi các kiện hàng ma túy về Việt Nam thì đối tượng thường không xuất hiện ngay mà sẽ qua rất nhiều các kênh, các đơn vị vận chuyển, thậm chí là tiếp tục chuyển qua những chuyến xe khách. Khi nào đối tượng nhận thấy là tình hình đã an toàn rồi thì mới xuất hiện, nhận ma túy đi, phân phối và tiêu thụ. Còn nếu thấy dấu hiệu bất thường thì đối tượng sẽ thậm chí là bỏ số ma túy đó. Việc phát hiện ra ma túy trong các kiện hàng chủ yếu thông qua công tác soi chiếu của nhân viên an ninh. Lực lượng hải quan thời gian gần đây tập trung kiểm soát kỹ những chuyến bay trọng điểm quốc tế về Việt Nam để sàng lọc, kiểm tra có trọng tâm. Các đối tượng luôn có thủ đoạn tinh vi, thủ đoạn mới. Chính vì thế mà trong quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Thì trước những diễn biến như thế để chúng tôi thường xuyên chủ động trao đổi phối hợp với nhau trong từng việc cụ thể. Đấu tranh bắt giữ đòi hỏi cái sự phối hợp hết sức là nhịp nhàng và kịp thời hiệu quả, và đòi hỏi người lãnh đạo chỉ huy phải chỉ đạo sắc và trinh sát phải có kinh nghiệm. Cũng theo các lực lượng chức năng, thế giới xuất hiện loại ma túy mới nào thì ngay lập tức các đối tượng sẽ tìm cách đưa về trong nước. Các chuyên án ma túy qua đường hàng không gần đây đều thu giữ ma túy tổng hợp với màu sắc hình thù bắt mắt. Điều này càng đặt ra thách thức với các lực lượng phát hiện điều tra bắt giữ, ngăn ma túy xâm nhập, len lỏi vào cuộc sống của người dân. Chính những thách thức đặt ra trong việc phát hiện, điều tra bắt giữ, ngăn chặn ma túy xâm nhập, len lỏi vào cuộc sống của người dân mà rất cần sự vào cuộc chung tay của nhiều đơn vị liên quan, anh Long ạ. Chính vì thế thì mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Tổ công tác liên ngành được giao 7 nhiệm vụ, trong đó có tiếp nhận xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, có quyền điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp xử lý vụ việc, tình huống đột xuất phức tạp về buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, định kỳ 3 tháng sẽ họp đánh giá tình hình. Thời gian qua, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra suốt dọc tuyến biên giới Tây Nam. Dù các địa phương đều có những kế hoạch cụ thể trong việc triển khai chống buôn lậu, nhưng mà trên thực tế, tại các đại lý bán hàng tạp hóa ở khu vực biên giới, nhiều mặt hàng lậu vẫn được bày bán công khai.
khu vực chợ biên giới Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, không khó để tìm mua những mặt hàng như bia, nước ngọt được nhập lậu như thế này. Trong vài người đi mua bia để đưa về thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên đã được nhân viên cửa hàng hứa hẹn về số lượng và giá cả nếu lấy nhiều. Bia bên này bên làm. Dạ, bia cốc cam chi á. Bia cốc chi á hả? Dạ. Đây là bao nhiêu tiền một mùi? Dạ 215. Mà lấy có, bao nhiêu cũng có. Tại tối là con gà. Theo đánh giá của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An, tình trạng hàng lậu được tuồn qua biên giới rồi bày bán ở các chợ biên giới như thế này diễn ra đã lâu. Rất nhiều lần lực lượng chức năng đã tổ chức đi kiểm tra và xử phạt. Tuy nhiên, do đặc thù là chợ giáp biên giới nên không thể ngăn chặn hết được. Như nước ngọt, như bia và các mặt hàng bánh kẹo, đường, sữa thì nói chung thì cơ sở tạp hóa thì có buôn bán. Theo Ban Chỉ đạo 389, tỉnh Long An mỗi năm các lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng ngàn vụ vi phạm, tịch thu hàng triệu bao thuốc lá nhập lậu, hàng trăm tấn đường cát cùng rất nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý chỉ mới dừng lại ở người vận chuyển, buôn bán nhỏ lẻ, chứ chưa tận gốc, nên sau một thời gian hoạt động, buôn lại tiếp tục tái diễn. Mặc dù qua Tết đã lâu, tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà nhiều đối tượng tìm cách vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam, đồng thời cố gắng tìm cách đẩy các loại hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm, hàng tồn kho ra thị trường. Chính vì thế, việc tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thị trường của các ngành chức năng sẽ góp phần quan trọng làm lành mạnh thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng RON 953 giảm xuống còn 23.030 đồng một lít, xăng E5 RON 92 còn 22.402 đồng, cùng giảm 780 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel ở mức 19.300 đồng một lít, giảm 1.200 đồng một lít. Dầu quả có giá mới là 19.460 đồng một lít, giảm 1.250 đồng. Dầu mazut giảm 800 đồng, có giá điều chỉnh là 14.470 đồng một ký. Tiếp theo là thông tin về y tế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết của cả nước đã tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Đây được xem là hiện tượng đáng lo lắng. Nhìn ở góc độ địa phương thì có thể thấy là số ca tăng cao là tại các tỉnh thành miền Nam và miền Trung. Trước những diễn biến này thì Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát sốt xuất huyết. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chủ động các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Hệ thống dự phòng cần giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh được đề nghị chuẩn bị thuốc men đầy đủ, chuyển tuyến kịp thời, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới trong việc phòng chống dịch. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Trong năm ngoái, cả nước ghi nhận hơn 360.000 ca mắc sốt xuất huyết, 133 trường hợp tử vong. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh thành có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Các bệnh viện cho biết số ca mắc bệnh nhập viện tăng. Nhiều ca trở nặng nên phụ huynh cần hết sức lưu ý phòng bệnh. Chúng ta cũng không nên chủ quan, tại vì trong đầu năm tới giờ tình trạng sốt huyết vô trong tình trạng nặng có, sốt huyết những nhi có, những trẻ nó gãy gác đều hết các độ tuổi. Do đó các bậc phụ huynh thì cũng không nên chủ quan khi con mình nó có biểu hiện sốt. Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 80%. Bộ Y tế cho biết Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra. Bệnh có thể lây truyền từ động vật, dơi, động vật linh trưởng sang người và lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể. Người bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt huyết nghiêm trọng xuất hiện từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát triệu chứng. Các trường hợp tử vong thường là do sốt huyết nhiều cơ quan trên cơ thể và gây sốc toàn thân. Tử vong thường xảy ra trong khoảng ngày thứ 8 đến ngày thứ 9 sau khi khởi phát các triệu chứng. Qua điều tra dịch tễ học các ca bệnh tại Guinea xích đạo, các chuyên gia y tế ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus Marburg có các biểu hiện sốt, suy nhược, nôn mửa, tiêu chảy kèm máu. Hai trường hợp có tổn thương trên da và chảy máu tay. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Đối với căn bệnh nguy hiểm này, thì ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp bảo vệ cá nhân, đồng thời hạn chế đi lại những khu vực đang bùng phát dịch. Những người từng tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc các khu vực đang lưu hành bệnh thì cần cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày dưới sự giám sát của cơ quan y tế. Thông tin nông nghiệp sẽ nói tiếp chương trình. Năm nay được dự báo, ngành tôm cả nước sẽ gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan ảnh hưởng lạm phát toàn cầu tăng. Hôm nay thì ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến khảo sát tiến độ thả nuôi vụ tôm mới để có giải pháp thích ứng. Phóng viên Quốc Thới đưa tin từ hiện trường. Thưa quý khán giả, vụ nuôi tôm mới đã bắt đầu. Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng đã thả giống được 3.600 hectare. Diện tích còn lại thì bà con đang cải tạo ao, nuôi nước và sẽ chuẩn bị thả giống trong thời gian tới theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Theo kế hoạch, diện tích nuôi tôm nước lợ năm nay là 51.000 ha, trong đó tôm sú là 12.000 ha, ước tổng sản lượng nuôi tôm nước lợ là 206.700 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng là 184.500 tấn. Đặc biệt, tập trung phát triển ngành tôm hướng tới sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ xuất khẩu. Để đảm bảo thắng lợi mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp yêu cầu thực hiện báo cáo tình hình thả nuôi và thiệt hại hàng tuần để tổng hợp và phối hợp cùng các địa phương chỉ đạo sản xuất kịp thời. Đồng thời cho rằng, thách thức cũng là cơ hội để người nuôi tôm thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường. Ngành sẽ cùng người nuôi chung tay vượt qua khó khăn đã được dự báo ngay từ đầu năm. Quan trắc môi trường liên tục để làm sao mà khuyến cáo bà con cập nhật được cái thông tin diễn biến thời tiết cũng như là cái độ mặn của nước để chúng ta có cái công tác chuẩn bị cũng như lấy nước để cho mùa vụ nó kịp thời. Nuôi ao đất truyền thống thì cái mật độ thả như thế nào nó phù hợp và cái quy trình kỹ thuật như thế nào để chúng ta đảm bảo nuôi để nó hạn chế cái rủi ro. Rồi các cái mô hình mà tiến bộ hơn như là mô hình nuôi 2, 3 giai đoạn hoặc là những mô hình công nghệ cao như thế nào ở vùng nào nó phù hợp để làm sao mà phấn đấu cho cái mục tiêu là hạn chế thấp nhất cái rủi ro cho bà con. Theo cơ quan chuyên môn, giảm giá thành sản xuất thông qua việc ứng dụng công nghệ vào nuôi tôm và chọn con giống chất lượng ngay từ đầu giúp đề kháng tốt với dịch bệnh. Từ đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam, gia tăng lợi nhuận cho người nuôi. Thưa khán giả, mới đây hơn 17 tấn mía đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Đây là lô mía đầu tiên được xuất khẩu trong năm nay và cũng là lô mía xuất khẩu đầu tiên sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Việc đáp ứng được những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để vào thị trường Mỹ đã mở ra cơ hội xuất khẩu đối với cây mía sang nhiều thị trường khác nữa. Đây là thông tin vui cho nông dân tỉnh Hòa Bình và cũng là điều để nông dân đồng bằng sông Cửu Long suy ngẫm. Để chuẩn bị nguyên liệu xuất khẩu, những cây mía này được trực tiếp thu mua từ vùng trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đưa về cạo sạch vỏ, sơ chế, loại bỏ những cây không đạt tiêu chuẩn, mắc mía cũng phải loại bỏ. Đây là yêu cầu bắt buộc để xuất khẩu mía tươi vào thị trường Hoa Kỳ. Khó khăn nhất ở đây là mất nhiều nhân công nhất thì đang hiện tại đang có khoai man mía. Khoai man mía là đặc thù riêng của thị trường Mỹ thôi. Ở những thị trường khác thì người ta không yêu cầu bởi cái mắt mía này là cái phần mà để nhân giống cây mía. Cây con sẽ nảy mầm lên từ cái mắt mía đấy. Thì bên Mỹ là không chấp nhận cái việc là lai các giống thực vật từ bên ngoài lại lai nhập vào nước họ. Thì họ yêu cầu rất sát sao khắt khe về cái vấn đề cắt mắt mía này. Năm 2022, mía tươi Hòa Bình xuất khẩu hơn 300 tấn sang thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Dự kiến trong năm 2023 sẽ có khoảng từ 300 đến 500 tấn mía được xuất sang thị trường nước ngoài. Cũng có những khách hàng rất là thích sản phẩm mía của Hòa Bình mình và đã sau khi mình đã nhập hàng và sau khi nhập hàng và đánh giá sản chất lượng của mía thì đã quay trở lại và kiểm thẩm tra vùng nguyên liệu cũng như khả năng sản xuất của bên mình thì người ta đánh giá rất là tốt. Điều đấy cũng là khiến cho mình rất là tự tin cho để đưa sản phẩm mía này để tiếp cận với những khách hàng mới, những thị trường mới trong năm nay. Chúng ta làm sao để cũng là xuất khẩu nhưng mà cái giá trị một lô hàng xuất khẩu nó tăng lên bằng cách là phải qua những cái sơ chế chế biến nó sâu hơn. Với cái mía, sản phẩm mía thì chúng tôi đã đề xuất và đang đi theo cái hướng là sẽ có những sản phẩm nước đóng lon, đặc biệt là cái nước mía tinh khiết được cấp đông và sẽ để đảm bảo cái độ tươi nguyên giống như là chúng ta ăn mía tươi thì cái giá trị lô hàng với cả cái giải quyết vùng nguyên liệu nó sẽ được khả quan hơn rất nhiều. Đi cùng lô mía lần này còn có mười mấy ép nước mía. Điều này cho thấy dù sản phẩm mới bắt đầu đi từ nơi sản xuất nhưng đã định hình rõ về cách thức phân khúc khách hàng tại nơi tiêu thụ, mở ra tín hiệu tốt cho việc xuất khẩu mía của tỉnh Hòa Bình.
Cũng trong tháng 3 này, địa phương này tiếp tục xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê, thì tổng diện tích canh tác mía ăn tươi của tỉnh Hòa Bình là khoảng 6.500 hectare. Để trở thành vùng nguyên liệu xuất khẩu, các vùng trồng mía đã chủ động chuyển đổi phương thức canh tác, áp dụng quy trình Việt Gáp để đảm bảo truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu. Hợp tác xã Tùng Dương có 50 hectare trồng mía. Tại đây, gần 50% diện tích đất đã được chú trọng canh tác theo quy trình Việt Gáp. Từ chọn giống, bón phân đến phun thuốc đều phải làm theo hướng dẫn của hợp tác xã. Nhờ thế, dùng nguyên liệu cho chất lượng mía đồng đều, mẫu mã đẹp, giá trị cây mía cũng tăng lên. Nó sẽ đánh giá được cái tiêu chuẩn và cái chất lượng là được bền vững hơn. Thì đối với các đối tác thì người ta quan tâm hơn rất nhiều. Kể cả không những thị trường EU như trước đây và kể cả những cái thị trường mới như là của Hàn Quốc hoặc là như của Nhật và kể cả hiện nay là cả những thị trường ở Mỹ thì người ta cũng đã có về khảo sát. Để đảm bảo chất lượng dùng nguyên liệu, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu phục vụ xuất khẩu, mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây mía đều được ghi chép cẩn thận trong nhật ký sản xuất và có sự giám sát của cán bộ chuyên môn. Trong cái quá trình quản lý thì chúng tôi cũng đã dần dần là thực hiện cái cấp mã số vùng trồng để nhập các cái cơ sở lên cái cơ sở dữ liệu quốc gia, và sau này mà khi mà có cái điều kiện cũng như là cái cơ hội để thúc đẩy mạnh cái quá trình mà xuất khẩu đi các cái nước trên thế giới, đặc biệt là các cái thị trường khó tính, thì lúc đấy thì chúng tôi cũng đã có những cái vùng nguyên liệu và luôn luôn sẵn sàng. Để xuất khẩu, những cây mía phải đạt tiêu chuẩn về mẫu mã, kích thước và độ đường. Hiện tỷ lệ mía đủ tiêu chuẩn xuất khẩu tại mỗi vườn chỉ đạt 70-75%. Trong tương lai, Hòa Bình sẽ áp dụng nuôi cấy mô để tạo ra vùng nguyên liệu quy mô lớn, đồng đều, giữ nguyên được các đặc tính di truyền, nâng cao năng suất, chất lượng, trữ lượng đường cho mía. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có diện tích chuyên canh mía khá lớn, tập trung ở các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. Những năm qua thì do giá cả bấp bênh, không ít nơi đã thu hẹp diện tích và chuyển sang các loại cây trồng vật nuôi khác. Câu chuyện vừa rồi của vùng mía Hòa Bình hy vọng là sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các địa phương và bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục có phóng sự về hướng đi bền vững của ngành mía đường đồng bằng trong các chương trình miền Tây hôm nay tiếp theo. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước trong 2 tháng đầu năm đạt gần 7% kế hoạch vốn giao, tương đương với trên 49.000 tỷ đồng đã được giải ngân. Có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10%. Một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Điện Biên 23%, Tiền Giang 21%, Lâm Đồng 20%. Có 50 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 19 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Trong tháng 2 năm 2023, các bộ cơ quan trung ương và các địa phương vẫn đang triển khai phân bổ chi tiết cũng như hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Có thể thấy là kết quả giải ngân vốn đầu tư công này chưa cao nhưng là chuyển biến tích cực so với các năm trước. Dạ, đúng như vậy ạ. Với sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, các địa phương đã sớm tăng tốc ngay từ đầu năm. Trọng tâm là siết tiến độ các công trình, dự án lớn nhằm thúc đẩy giải ngân. Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có 675 hộ dân ở Cần Thơ bị ảnh hưởng. Đến nay mới có 320 hộ được phê duyệt kinh phí bồi thường và 82 hộ được bố trí tái định cư. Do vậy, thành phố yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ bồi thường và bố trí tái định cư cho người dân, sớm triển khai dự án. Phối hợp để mà thực hiện cái đường cao tốc từ An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, rồi đường cao tốc từ Cần Thơ, Hậu Giang và các cái đường trục lớn của thành phố đẩy nhanh tiến độ để chúng ta đưa vào sử dụng trong năm 2023 cũng như là hoàn thiện các công tác về quyết toán, thất toán công trình. Tiền Giang được giao tổng vốn 5.200 tỷ đồng trong năm nay. Hai tháng đầu năm, tỉnh này đã giải ngân được hơn 21%, cao gấp 3 lần so với bình quân chung của cả nước. Tiền Giang cam kết sẽ giải ngân 100% trong năm nay. Thời gian mà chuẩn bị đầu tư thì tiến hành làm công tác giải phóng mặt bằng. Và khi mà hồ sơ hoàn thành thì giải phóng mặt bằng cơ bản chúng tôi triển khai ngay. Nâng cái thời gian bảo hành công trình lên theo các cái cấp độ.
và kể cả chúng ta kiểm tra kiểm soát chất lượng công trình. Là công trình là mục tiêu chúng ta là sớm đưa công trình vào khai thác, nhưng quan trọng là chất lượng phải đặc biệt là đặt lên hàng đầu. Các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đôn đốc kiểm tra và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho từng dự án. Chỉ có như vậy mới đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm, đưa giải ngân vốn đầu tư công về đích, tạo động lực tăng trưởng cho các ngành, các địa phương. Năm 2023, cả nước đưa ra mục tiêu giải ngân hơn 95% với tổng vốn hơn 700.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, thì các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã tăng tốc từ những ngày đầu tháng đầu của năm với nhiều giải pháp khác nhau. Các cái huyện, thị xã, thành phố đối với công trình dự án đi qua, làm sao mà các nơi này để tập trung để giải phóng mặt bằng cho thật tốt để chuẩn bị cho đầu tư công năm 2023. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công càng sớm càng hiệu quả thì nó thúc đẩy rất là tốt về cái hạ tầng. Một mặt nó là một cái điều kiện để thúc đẩy cho doanh nghiệp và người dân coi như là phát triển rất là tốt. Phân công từng đồng chí trong thường trực cũng như lãnh đạo các sở ban ngành xuống từng địa bàn và phụ trách từng cái dự án để sớm là triển khai nhanh các cái dự án để đưa cái nguồn vốn đầu tư công giải ngân được. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 92 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên định lập trường chính trị, giữ vững vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 và chủ đề tháng thanh niên gắn với chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đồng thời là một trong những chủ đề được Quốc hội lựa chọn để tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Thanh niên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để tiếp tục cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên trì xây dựng các giá trị và hình mẫu thanh niên trong thời đại mới, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Hưởng ứng chủ đề chuyển đổi số trong tháng thanh niên, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Đáng chú ý nhất là việc thành lập nhiều đội tình nguyện đến từng hộ gia đình để hỗ trợ và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app VNEID, tuyên truyền đến người dân về những tiện ích, hiệu quả mang lại từ việc thực hiện các giao dịch hành chính, quản lý giấy tờ cá nhân thông qua app này. Hướng dẫn cụ thể thao tác tạo tài khoản định danh điện tử, cách thức quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu cá nhân và sử dụng tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.